Ở video này, Hanpass sẽ giới thiệu cho bạn cách chuyển tiền trong nước bằng mã QR hoàn toàn miễn phí. Ở màn hình đầu tiên, bạn chọn chuyển tiền bằng mã QR. Lưu ý bạn cần có mã QR của người nhận cũng là thành viên của Hanpass. Bước tiếp theo, bạn chọn nguồn rút tiền ở trên cùng của màn hình. Bạn có thể chọn ngân hàng liên kết hoặc chọn ví Hanpass để chuyển tiền. Nhập số tiền muốn chuyển và bấm xác nhận. Bạn hướng camera vào mã QR của người nhận hoặc chọn tải mã code QR để lấy ảnh QR đã lưu. Bấm mã PIN 6 số chuyển tiền để hoàn tất giao dịch. Bạn có thể chuyển tiền tới các thành viên của Hanpass hoàn toàn miễn phí, an toàn, tiện lợi và nhanh chóng.